Hello mọi người, lại là mình Sunny đây. Chào cả nhà của Sunny nha. Ok, và đây là video đầu tiên trong tháng 11. Ngày hôm qua thì mình off một ngày và mình biết là sau khi các bạn cập nhật á, thì cái trò chơi đang hot nhất hiện tại đó chính là những cái mini game ở trong cái máy trò chơi, đúng không? Thì không biết là mọi người đã luyện cái ba trò đó tới đâu rồi. Mình thì hôm qua không có luyện nơi, nhưng mà khi mà vào cái máy trò chơi của nhà mình á, thì mình thấy mấy bạn thi điểm cao lắm. Kiểu như là tôi không dám thách thức mọi người luôn á, kiểu tại mọi người chơi giỏi quá nên là mình không có thách đấu mọi người được. Nhưng mà lát nữa mình sẽ cho mọi người xem là ai đang là người đứng đầu trong cái danh sách kỷ lục của cái máy trò chơi nhà tôi nha. Nhưng mà vì cái trò đó rất là nổi, mấy cái trò đó nổi lắm, nên là Nhi nghĩ là hôm nay Nhi sẽ xây cho mọi người một cái khu trò chơi, kiểu như là nó đúng hơn là nó gần giống như kiểu mà mấy cái tiệm net đó mọi người, nhưng mà nó không phải là máy vi tính chơi net nha, mà là máy trò chơi, nó giống cái khu trò chơi ở mấy cái siêu thị hơn đó mọi người. Ok, và hôm nay mình sẽ xây cái khu trò chơi đó cho mọi người ha. Nhưng mà trước tiên thì mọi người cùng điểm qua với mình một vài công việc hàng ngày đã ha. Đầu tiên trong cửa hàng thì hôm nay có một gói mới là gói hoa tuyết. Nhưng mà nếu với những ai mà đã chơi lâu á thì cũng biết là cái gói này là gói cũ. Và vô lý ở một chỗ á là những cái món này hồi trước á mọi người được bán bằng thỏi vàng nha, là nó cực kỳ mắc luôn. Nhưng mà đợt này người ta bán lại combo 3 món có 99.000 rồi mọi người, tức là chưa được 100.000 nữa. Hồi kia nha, một món đã là hơn 100.000 rồi mọi người ạ. Thế nên đối với cái gói hoa tuyết này á, thì với những bạn sau này mới chơi mà muốn sở hữu nó thì rất là mừng, đúng không? Nhưng mà đối với những người đã sở hữu nó rồi thì cảm giác là sẽ hơi bất công một xíu, đúng không mọi người? Thì mình á, mình lại không có cái khoác hoa bông tuyết này, tại cái khoác bông tuyết hồi đó nó đắt lắm. Mình chỉ có một cái áo nỉ bông tuyết này với là một cái hào quang hoa tuyết thôi. Thì cả hai món này mình đều được tặng, để mình mặc vô cho mọi người xem ha. Đầu tiên là cái áo, đúng không? Mình nhớ như cái áo là màu xanh dương thì phải, ý là mất hiếm là xanh dương đó. Đây, áo nỉ bông tuyết này đấy. Áo nỉ bông tuyết này cũng xinh, mặc thêm cái áo choàng hồi nãy nữa thì nó xinh nữa, nhưng mà tất nhiên là mình không có mọi người. Còn cái hào quang là cực kỳ đẹp luôn á. Cái hào quang là cái mà mình mê nhất trong cái đợt mùa đông mùa rồi á mọi người. Đấy, chỗ nó lấp lánh, nó còn sáng vào ban đêm nữa nha mọi người. Đó, thì mặc dù không có áo choàng nhưng mà mọi người có thể nhìn cái hình của mình thì mọi người cân nhắc là mọi người có nên mua gói đó không nha. Thì hôm nay mình sẽ phối mặc vào cái bộ đồ này luôn. Ok, và đây là mình nha mọi người. Ui trời, trời ơi, ú hoàng nó đòi tắm mọi người ạ. Đợi mình xíu ha. Chốt tụi mắt tè nè. Đừng quên trượt xuống dưới cho Nhi một nút like và bấm vào nút đăng ký để xem những video mới nhất của Nhi nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Have a nice day. Ok, thì ngoài cái gói hoa tuyết đó, chúng ta có thêm một cái gói. Cái này mình cũng không biết là gói mới cập nhật hôm nay hay ngày hôm qua, nhưng mà đây là một cái gói tiền tệ mỗi ngày nha. Tức là một lần mọi người nộp 25.000 vàng, mọi người sẽ được 30 kim cương cùng với 2.500 tiền sao. Nhưng mà mình lại nghĩ là cái phần kim cương thì ok, nhưng mà phần tiền sao sao cho ít vậy ta? Nếu như mà đã 30 kim cương thì mình nghĩ phải cho 10.000 tiền sao chứ nhờ, đúng không? À lộn, cái hộp vịt chứ. Cái hộp vịt của mình đâu? Hộp vịt đầu tiên 100 tiền sao, ok. Hộp vịt thứ hai, ủa, 3 kim cương luôn. Ghê. 5 viên nè, giờ 5 viên nè. 2, 3. Ôi là trời, hôm nay có 3 viên thôi mọi người, mà tiền sao cô cho có 50 đồng à. Thà không cho còn hơn, đúng không? Ok, và bây giờ mình sẽ cùng mọi người đi vào xây khu trò chơi nha. Cùng đi thôi. Để nói về cái lý do mà tại sao lại xây cái khu trò chơi điện tử á, thì từ cái ngày cập nhật á, khi mà mình thấy cái ảnh này nè, là mình đã nghĩ là tại sao mình lại không xây một cái khu như thế này nhở? Kiểu thời gian vừa qua chúng ta cũng không có những cái hoạt động gì mà tương tác với nhau nhiều, nên là mình đã có ý định là sẽ xây một cái khu này để mà mọi người vào cùng nhau chơi rồi. Và sau khi bản cập nhật thì mình cũng đã thấy rất nhiều anh chị đã xây theo kiểu này, nên mọi người có thể tham khảo từ nhiều nguồn nha. Mình thì như mọi người biết, mình xây không có đẹp bởi vì mình không phải là dân chuyên về thiết kế, cho nên mình chỉ có thể xây theo khả năng của mình thôi. Mình sẽ cố gắng gọi là tiết kiệm tiền nhất có thể, với cả là mình sẽ cố gắng kết hợp những cái đồ nhất mà mình có. Mặc dù tôi chơi cái game này không có giỏi, nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng luyện để mà thi đấu với mọi người ha. Thì nếu mà mọi người muốn thách thức mình thì mọi người chọn 3 cái máy ở trong cùng á, 3 cái máy tôi xếp đầu tiên sát tường đó kìa, thì mọi người thi kỷ lục đó ha. Còn những cái máy ở ngoài này thì mình sẽ để cho mọi người chơi bình thường thôi, tôi không có đi tìm từng máy xem kỷ lục từng cái đâu nha. Ok, về cơ bản thì những cái máy trò chơi đã được sắp xếp xong rồi. Bây giờ mình sẽ xây thêm hai khu ở bên này nữa. Mọi người có đoán được là mình xây gì không? Thì nếu mà ai đã từng đi chơi net, cái này không phải là cho mình đi nhiều đâu nha mọi người. Mặc dù là cấp 2, cấp 3 mình có đi 1-2 lần, nhưng mà chỉ có 1-2 lần đó thôi. Nhưng mà ý là trong cái tiệm net nha, ngoài cái máy chủ mà để bật khởi động máy cho mọi người ra, thì sẽ có một cái khu vực gọi là
khu vực bán những cái đồ ăn rồi ăn vặt, mì tôm, bánh, kẹo, oxy, nước ngọt rồi này kia. Thì có thể là những cái tiệm mà kinh doanh nhỏ lẻ thì người ta sẽ không có khu vực riêng, nhưng mà những cái quán lớn hoặc là những cái quán ở trong phim á mọi người, thì chắc chắn là sẽ có cái khu vực đồ ăn riêng như thế này nha. Thì mình sẽ kết hợp xây luôn cả cái khu vực mà kiểu đồ ăn đó với là cái quầy gọi là máy chủ luôn ha. Đó, xong phần cái thành giờ mới đặt mấy cái máy lên nè. Tất nhiên là phải có mấy cái tủ trưng bày món đúng không mọi người, cho khách hàng nào mà tới cái tiệm net của tôi là dễ chọn đồ ăn đó. Còn hai cái thùng này mọi người biết cái gì không? Đó là cái thân máy tính đó, cái máy chính của tôi đó nha mọi người. Ê, ví dụ mọi người có vào nhà tôi chơi quán net đó, thì giả đòn ngồi vào cái ghế nào đó xong kêu chị Nhi ơi mở cho em máy số 17 chẳng hạn. Rồi nha, quán có cà phê, có nước ngọt, rồi có luôn cả mấy cái chai bia mà vị trái cây. Tới quán nhà tôi là phải nhớ gọi nha. Mọi người thấy tôi dùng mấy cái món đồ chủ đạo là màu đen không? Tại ban đầu định để có cái khu này nó màu sắc một xíu cho nó tươi tắn, nhưng mà sau thấy nó loè loẹt quá, thành ra chuyển sang cái màu đen cho nó hợp tông luôn, kiểu trầm tư ưu buồn rồi đó. Nhắc tới cái đồng hồ này, cái này là hàng limited nha mọi người. Tại vì giờ cái hộp hướng dương ở trong cửa hàng người ta xóa đi rồi, mình cũng muốn mở thêm lắm mà giờ không có cơ hội nữa. À ngắn cái đoạn này mọi người đừng có lôi mấy cái vách ngăn này ra giống mình nha. Kiểu đoạn này mình đang kiểu nó không có được tỉnh táo á, lôi ra xong lát nữa cũng cất vô à. Là một cái thể loại nữa, cái khu vực này không biết là mọi người có biết kiểu chơi game mà không phải là ngồi trên ghế quán net, mà là ngồi trên mấy ghế sofa cầm máy điều khiển để mà chơi FIFA á, chơi đá banh á. Thì đó, mình đang xem cái khu vực đó nè. Thật ra nó quán net nhưng mà cái kiểu cái quán này nó nhiều cái thể loại trò chơi lắm mọi người. Tới đoạn này thì mình mới thấy là nó khá là giống quán net nè. Nhưng mà có một điều là mình đã không lắp mấy cái thân máy vào, bởi vì mấy cái thân máy mình không biết đặt đâu hết. Thời gian sau này thì mình sẽ nghiên cứu, nhưng mà hiện tại mình thấy là chỉ cần đặt cái màn hình này là nó đã giống cái quán chơi net rồi đúng không mọi người. Nhìn cho nó đơn giản, cho nó basic thôi mọi người. Thì đó, cái này mới thuần chơi net nè. Còn thật ra trước khi mà mấy cái máy trò chơi ra mắt ở đợt cập nhật này á, thì chúng ta cũng đã có những cái máy trò chơi khác rồi, nhưng mà chẳng qua là cái máy đó không chơi được thôi. Và trước đó thì khi mà mình còn có Plus á, thì người ta cứ sell mấy cái máy này nè, là mình cứ bợ về à. Mình bợ về, mình không biết mình dùng gì, nhưng mà mình cứ bợ về nha. Cái giờ thành ra có cái công dụng để mà dùng rồi nè. Công việc cuối cùng là chỉ cần sắp xếp mấy cái vách ngăn chậu cây nhỏ này để mà làm sao nó phân những cái khu vực ra, nhìn bố cục cho nó rõ ràng thôi. Ê ơi, mà không hiểu kiểu gì mình sắp xếp lâu cực á mọi người, mình cứ xóa rồi sắp miết vậy. Ai đâu đã cuối cùng đâu, cuối cùng là phải chọn cái màu tường với lại lắp thêm cửa cho cái căn phòng này. Do cái cánh cửa này quá rộng nên là mình học được cái cách mà sắp xếp cửa như chị Tiêu á mọi người. Chị sẽ dùng những cái cánh cửa chính và cánh cửa sổ để mà ráp lại thành một cái cửa to nha. Cái kiểu này cực kỳ đẹp luôn á. Trời ơi, chị tôi thông minh quá trời. Ok, bây giờ thì cùng nhìn lại trước khi chốt đơn tinh tinh nha. Hiện tại thì Ngư đang dẫn đầu cả ba trò trong cái máy trò chơi của mình là bạn Song Ngư 2K9 mọi người ạ. Đúng là tuổi trẻ tài cao, tới bao giờ mình mới phá kỷ lục được nhờ. Ok, hello mọi người, bà chủ tiệm net Sunny đây. Ok, thì vì là mình đã xây cái khu trò chơi này rồi, thế nên là maybe vào ngày mai ngày thứ năm thì buổi chiều mình sẽ livestream mọi người ạ. Mình cũng không biết là mình sẽ livestream mấy giờ, có thể là 6 giờ, có thể là 7 giờ hoặc có thể là 8 giờ. Nhưng mà mình sẽ cố gắng ngày mai livestream để mà mọi người vào nhà mình chơi cái trò này. Ôi là trời mọi người. Em ơi, lần đầu tiên bet của nhà mình bị ốm luôn. Sau khoảng 1 năm chơi game, hơn 1 năm chơi game thì đây là lần đầu tiên bet nhà mình bị ốm. Em ơi, mình đã chờ cái giây phút này lâu lắm rồi mọi người. Cái này nó rất là lâu luôn á. Nó không có một cái quy tắc nào để mà em mình bị ốm hết. Và đây mọi người, cuối cùng thằng nhỏ nó đã bị ốm rồi. Wow, thật là xúc động. Mình phải ghi lại cái khoảnh khắc đáng nhớ này thôi mọi người ạ.
Ok, mình sẽ chăm em mình sau. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây nha. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem Mai Nhi sầm xí gì nha. À mọi người, ngoài ra thì Nhi có một cái kênh YouTube thứ hai nữa là làm về vlog cá nhân, thì là kênh này. Bạn nào tò mò về cuộc sống cá nhân của mình có thể sang đó để xem ha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Sayonara.